Hello, xin chào mọi người nữa ha. Thì để tiếp tục với kinh hàng nhật bản Trung Hiếu, thì clip vừa rồi Hiếu đăng là liên quan đến đóng pin cũng như là sửa pin ha, thì nó vẫn còn nằm đây nè. Hiếu đang chuẩn bị đóng thùng cho khách cũng như là đang sạc adapter cho khách ha. Thì clip ai mà xem clip đó rồi thì anh em cũng biết được phần nào đúng không. Thì clip tiếp theo này đó là Hiếu giống như là chia sẻ thêm thôi ha, chia thêm là chính xác là thêm cái kinh nghiệm. Hai kinh nghiệm để anh em lựa chọn cũng như là mua hàng ngoài bãi hay là mua đâu, Hiếu cũng không quan trọng, cũng chẳng cần biết ha. Nói chung là chia sẻ cho anh em biết thêm để anh em không có phải bị hụt hẫng hay là cái gì ha. Thì đây là cái khu pin Hiếu mua đó. Thực chất thì cái vỏ loại này Hiếu còn nhiều lắm, Hiếu không có muốn mua cái hẹn vỏ này nữa, khi nào hết thì Hiếu mới mua tiếp. Nhưng mà Hiếu mua trong một cái lô. Thì họ bán chung một lô với họ không xe lẻ thì bắt buộc Hiếu phải mua ha. Nhưng mà khi Hiếu mua thì Hiếu đã xác định được, Hiếu chắc chắn 100% Hiếu đã xác định được rồi, nên nên Hiếu không không có gì để tiếc nuối anh em ha. Là tại sao mà Hiếu nói những cái điều đó thì đây Hiếu sẽ quay cho anh em xem ha. Anh em nhìn thấy vỏ mặt sáng giới đẹp không, kể cả pin nữa này. Đây Hiếu lật ra đó, anh em thấy pin rất đẹp đúng không anh em, nhưng mà chết hết rồi anh em, chết sạch ha, chết rồi. Mà khi mà chết pin mà nó mới như vậy mà nó còn chết pin thì anh em cứ hình dung ha, là cái mặt này cũng thua luôn. Mặc dù mặt này vẫn còn đang nhận sạc zin và nhận xả xả luôn nha anh em, nhận xả bình thường luôn và nhận sạc bình thường luôn, mà Hiếu vẫn nói nó chết là chết, Hiếu nói nó hư là hư ha. Thì tại sao anh, nếu mà anh em là vừa xem cái clip vừa rồi, mà bây giờ anh em xem clip này thì anh em sẽ hiểu nhanh lắm ha, là cái chứng bệnh của cái pin Panasonic hoặc là Nathanol mà của cái loại là một hàng sale, có nghĩa là hệ 26650 như thế này ha, thì nó hay có cái chứng bệnh là tự động xả pin ha. Và tự động xả pin ở đây là chính xác là nó hư ở trên mặt chứ không phải là hư pin. Nếu đính chính cho anh em biết, cái pin này rất là xịn sò, rất là mắc nha anh em, Panasonic chính hãng ha, rất là mắc chứ không hề rẻ chút nào. Cái pin mà Panasonic chính hãng mà dung lượng 5A nó có cái giá là phải gần 200 ngàn một xem như thế này. Còn pin này mà nếu mà có bán trên thị trường là dung lượng của nó là 3A thì Hiếu đoán nó cũng phải trên 100 ngàn chứ không bao giờ dưới ha, là một sale á. Nhưng mà Hiếu hiện tại thì Hiếu chưa thấy họ bán cái loại pin mà sáng như thế này ha, mà chính hãng ở thị trường Việt Nam. À, chỉ có bán loại xanh chính hãng, loại màu xanh chính hãng Bana thì nó rơi gần 200 ngàn, gần 200 ngàn một sale. Nếu mà tính ship vô nữa chắc là 200 hơn. Đó là anh em biết ha, cái pin nó rất giá trị. Thì Hiếu nói pin nó không hư nha, tại mặt mà nó hư pin là cái chứng bệnh là tự động xả pin. Tự động xả pin ở đây nó là nó xả ở trong cái khu vực này nè anh em. Cái clip trước thì Hiếu đã nói rồi đúng không? Clip này Hiếu lại nói tiếp để cho anh em biết được là đó, pin nó mới như vậy luôn đó, mà còn hư, chứ đừng có nói là ba cái pin mà cũ mà rách nát giống như cái khối pin Hiếu đóng cho anh khách là clip vừa rồi ha. Đó, pin của nó vẫn còn nằm đây, mặt nó nằm đây thê thảm luôn ha. Đó thì đó, khu vực này nè anh em, khu vực này. Đó, khu vực này và cái khu vực này nó có 10 con anh em nào mà điện tử rành thì đọc được những cái tên đó. Còn Hiếu Hiếu nói tạm thời Hiếu nói là những con điện trợ đi, nó nhỏ như cái đầu que tăm đó, anh em cứ cáp nguồn vô là giống như thế này nè anh em, mình có một cái khu pin rời ha, rồi mình lấy những cái dây có kẹp cá sấu anh em kẹp vô đó, anh em kẹp vô cũng từ đây B trừ qua đây B1, B2, B3, B cộng, thì đây cũng vậy, B trừ B1, B2, B3, B cộng ha, là anh em biết ngay thôi, rời vô nó nóng. Hoặc là anh em có thể mua một cái thiết bị đo rồi vô đây thấy nó nóng rồi thôi, hiểu rồi anh em ha. Đừng bao giờ mà cố gắng phích lỗi hoặc là cà bỏ, có nghĩa là đấu tắt á, đi tắt thay vì ấy, dương cộng dương của nó là đây đúng không, là nó sẽ chơi trực tiếp từ cộng này nó kéo qua pin, hiểu ví dụ vậy nha. Còn cộng âm thì nó sẽ thông qua mạch để nó xử lý hết toàn bộ này nọ rồi nó mới ra cái cổng sạc này ha, có nghĩa là cái từ cái đường pin dắt vô cái bảng mạch nó chạy lung tung lung tung lung tang rồi nó mới quay ra cái chân xả âm này đó, nó là như vậy. Thì
Có nhiều người là hay phích lỗi á, là cà mất đi hết tất cả xong cái để sử dụng sạc adapter nha anh em, chứ thực chất mà đã sạc lên tinh lăng tăng vậy thì không còn nhận sạc pin nữa. Khi nó có vấn đề mà để cứu lại để xài sạc adapter thôi á đó, thì anh em làm kiểu đó thì lúc đó nó lại mất đi cái chức năng là tự động ngắt pin khi khi pin nó còn cái ngưỡng là 13.9 hoặc là 14 V ha. Đó thì nó xả cạn kiệt luôn, vậy thì cũng cũng như là cái mạch nó hiện tại đang bị lỗi rồi anh em, đúng không? Thì anh em đừng có làm mấy cái đó là chi, nó vừa cực công rồi cái độ đảm bảo không có, tại vì anh em phải bung mạch lên anh em làm mà linh tinh lăng tăng hết mất thời gian lắm anh em. Trong khi đó mình chỉ cần đi mua một cái mạch thay thế ha, nó rơi vô tầm khoảng 165.000 thôi, anh em về thay là bảo đảm là anh em sẽ ngủ ngon giấc là nó ok. Còn anh em mà cố gắng mà làm những điều đó thì thôi, Hiếu nói thật lòng Hiếu đã trải qua rồi mà, Hiếu biết, Hiếu cũng từng làm luôn chứ không phải không làm, mà nó thấp thỏm lắm em, hên là Hiếu còn chưa bán cho khách đó nha. Hiếu cứ để đó, Hiếu thử thử nghiệm á, là Hiếu để Hiếu xài mà nó cứ tới lùi xuôi ngược, tới lùi xuôi ngược, không hư mạch thì nó xả cạn pin rồi, trời tốn biết bao nhiêu tiền cho cái bệnh mà bệnh này. Mà cố gắng cứ cứu cái mạch, cứ cứ nghĩ ở mạch zin à, này nọ nó ok này nọ rồi cứ cứu lại là nó rất là thiệt thòi anh em ha. Đó còn chủ yếu á, cái video này Hiếu nói để cho anh em biết ha, là nó mới như thế này mà nó còn chết chứ đừng có nói là cũ ha. Thì khi mà anh em đi mua pin ha, anh em cần những cái vỏ như thế này, nó thì anh em phải xác định được là anh em phải sử dụng máy nào. À, chính xác là anh em nên sử dụng cho những cái pin hệ 2680 này thì anh em nên sử dụng cho những cái hệ máy có cái dòng xả thấp ha. Thì những cái dòng xả thấp của máy Bana là những cái gì, là những cái máy bắn vít anh em, những cái máy mà cái đầu như thế này gọi là chuyên bắn vít đó, thì cái dòng xả nó thấp lắm, dòng xả nó không có cao, mà còn nếu mà còn được không chổi than như cái này nữa thì nó còn ok hơn nữa, là mình sử dụng cho những cái cục pin như thế này, nó rất là thích hợp, nó rất là bền bỉ theo năm tháng, với điều kiện mình về mình phải chấp nhận là bỏ mạch đi, kể cả ha khi mà cái mạch về nó đang sống luôn ha, nó cũng thấp thỏm lắm anh em. Đó Hiếu nói thật luôn là tại vì nó đã có cái chứng bệnh đó rồi mà, nên là nó thấp thỏm lắm, không biết nó tự động nó xả lúc nào, mà trong khi đó nếu mà mình đóng pin xịn vô là nó xài được 5 6 tháng hay 3 4 tháng gì á, nó xả một phát một lại hư cái pin mình đóng nữa thì nó rất là rủi ro cao. Nên khi anh em mua cái hệ pin này, anh em xác định giúp Hiếu ha, là mình chỉ mua một cái vỏ thôi nha anh em, mình mua một cái vỏ thôi đó. Thì cái giá mà để Hiếu nói cho anh em biết, nếu mà anh em mua một cái vỏ thay thế ở trên mạng ha, họ bán ra là nó rơi vô 150.000, mà cái vỏ thay thế đó thì nó rất là sàn. Cái vỏ thay thế đó là Hiếu còn phải chục bộ mà Hiếu không đóng cho anh em nữa, là anh em hiểu rồi ha. Mấy cái chỗ bắt ốc này nè, bốn cái chân bắt ốc này nè anh em, Hiếu nói thiệt nha, Hiếu đóng xong là ngon lành hết rồi đúng không, cái Hiếu để trong cái tủ rồi đó, Hiếu chờ khách để mua hay này nọ anh em, tự động nó bứt hết mấy cái chân này ra, tự động nó bợ dở hết mấy cái đó, có nghĩa là cái vỏ rất dộn. Còn cái vỏ của Bana mà chính hãng như thế này thì nó rất là bền bỉ, Hiếu nói rồi, nó không bao giờ nó bể bậy được, nó chỉ có móp thôi chứ không bao giờ bể. Thí dụ như anh em làm rơi làm rớt gì nó cũng chỉ có móp vô móp vô móp vô, nó không có bể nha anh em. Đó cái chất liệu nhựa này rất là ok đó. Thì mình nếu mà anh em mua mà được giá 100.000 hoặc là 150 cũng được, nó là anh em đã thấy có hời hợt rồi, có nghĩa là còn đỡ hơn là anh em đi mua cái vỏ thay thế ở trên mạng mà nó quá dộn ha. Đó rồi về mình nếu em nói ha, nếu mà cái hên hên, nếu mà cái cục pin mình nó cái mạch nó cho là hư nhận sạc, nhưng mà hên hên là cái cục pin mình nó vẫn còn vun đi ha, thì nhiều khi mình có thể là lời được cái pin. Mà nếu mà cái pin á, mà nó còn vun thì thông thường thì pin nó cũng đã xài cạn rồi, xài cũng nhiều rồi, thì mấy cái pin đó thì có thể lược ra để anh em đóng cho đèn quạt, thí dụ nội trợ cao anh em kiếm đèn quạt anh em đóng cho khách, hoặc là anh em có thể là kiếm 8 sale, có 8 sale anh em dồn vô một cái khối pin nào đó, có nghĩa là đóng càng nhiều càng tốt để cho cái nội trợ nó gồng lên lại,
có nghĩa là nó sẽ một hàng thì nó được thì cái dòng xạ được nhiêu đó, thì mình đóng hai hàng nhân đôi thì cái dòng xạ mình sẽ được nhân đôi lên, thì cái pin mình cũng khỏe lại như thường anh em ha. Cái đó là cái chiêu là gọi là song song, hoặc nhân 3 nhân 4 anh em đóng cái thiết bị nào đó ha, hoặc là anh em có thể lấy cái vỏ 28V của Vana, cái vỏ pin 28V anh em đóng cho 4 mét thôi đó, đóng chỗ này anh em sử dụng 8 xeo này anh em đóng vô thì anh em là cũng thấy gọi là mình có thể gọi là hời hợt đó, gọi là hời hợt một chút xíu. Chứ anh em đừng có nghĩ là khi mua một cái cục pin ở ngoài bãi, hoặc là mua hên xui đi, chứ không phải đích thân là gọi mua ngoài bãi, anh em mua đâu không mình biết, mà anh em nghĩ là về là cái hệ này nha, hiểu được chỉ đích thân là cái hệ mà pin 26650 ha, mà anh em nghĩ về mà chỉ có sợ hay là phích lỗi hay cái gì mà để sử dụng cho máy khoan pin thì anh em nên từ bỏ cái ý nghĩ đó ha. Đó, hiểu chị nói là mình có được cái bộ vỏ mới như thế này như vậy là đã đáng lắm rồi, gọi là đáng lắm rồi nha anh em, còn đỡ hơn là cái vỏ thay thế đó. Thì cái video này thì Hiếu bây giờ mà Hiếu cắt vô thì nói chung là mất thời gian quá, nói chung là anh em tin Hiếu đây đó, đây Hiếu sẽ lấy kìm cắt bỏ hết rồi Hiếu bà phá luôn cho anh em xem, để cho anh em biết là cái khối pin này đã hư rồi. Hoặc là Hiếu cũng có thể đo áp nè, Hiếu lấy cái đồng hồ Hiếu đo áp, Hiếu mở áp lên nè, áp Hiếu đo từng từng cell pin cho anh em xem ha. Đây về trừ vào đây, về một đó, không có miếng vôn nào hết, bên đây qua đây không có miếng vôn nào hết, bên đây qua đây cũng không có miếng vôn nào hết, B3 và B+ cũng không có miếng vôn nào hết. Đó là anh em đủ đủ hiểu rồi ha. Đó, khi một cái pin khá là mới mẻ mà nó hư như vậy, lỗi là do cái mạch đó, mà nó ác một cái mạch này nó không phải nó dễ hư nha anh em, nhìn nó mới thiệt á nhưng mà thực chất ra là cũng trải qua bao nhiêu năm rồi anh em, Hiếu nói với bèo bèo nó cũng phải trên 4 5 năm hoặc là 5 6 năm, chứ không phải là nó mới sản xuất đây ha, chẳng qua là được bảo quản ở trong thùng trong gì thôi nên nó nhìn còn mới ha. Đó là như vậy, còn cái này là Hiếu đang nói về cái hệ là 2650 ha. Còn nếu mà anh em sử dụng cho những cái dòng máy mà cưa gỗ, máy mài, máy khoan 3 chức năng, máy khoan cấp độ trượt của dòng Bana thì anh em nên sử dụng những cái pin nó hai hàng xeo như thế này. Và dĩ nhiên cái pin này anh em đi mua hên xui á, gọi là mua hên xui, thì cái vỏ pin này nó cũng mắc hơn cái vỏ này là chuyện bình thường anh em ha. Thì cũng như vậy thôi, anh em cũng thử nghĩ đi, nếu mà anh em mua hên xui cái vỏ này mà em cứ mua cái giá nào thì cũng không biết ha, miễn sao mình có cái vỏ zin này là mình được an tâm ở cái chỗ là nó sẽ không có bị bể tầm bậy tầm bạ đâu anh em ha. Thì cái này Hiếu cũng về mới về được 2 cục, Hiếu chưa có kiểm tra dung lượng ha, thì Hiếu kiểm tra xong xuôi hết thì lần này nhất định thì Hiếu sẽ đặt cái bộ IMAX B6 về, chủ yếu là để cân dung lượng thôi ha, cân dung lượng, kiểm tra dung lượng cho anh em biết được là dung lượng nó còn bao nhiêu, rồi khi Hiếu bán Hiếu bán Hiếu canh theo cái dung lượng nó còn ha. Đó chứ không phải là cứ vơ một đống vô rồi bán hên xui như vậy, thì Hiếu không có bán theo kiểu đó. Đó, Hiếu nói thật là như vậy, Hiếu phải biết được cái dung lượng nó còn bao nhiêu. Khả năng thông thường á, lúc Hiếu chưa có bộ IMAX á, mà Hiếu vẫn bán, nhưng mà Hiếu theo cái kiểu là quán tính, Hiếu theo cái kiểu kinh nghiệm lâu 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 năm á, thì Hiếu cứ xả cho nó về, xài cho nó hết pin đi, xong cái Hiếu đặt cục pin vô Hiếu sạc thôi, nó sạc trong vòng bao nhiêu phút là Hiếu cũng đoán được phần trăm của cái dung lượng nó còn bao nhiêu. Nhưng mà cái đó cũng chỉ là đoán thôi anh em, đoán nó thì không được chính xác cho cao lắm. Lần này sẽ đặt bộ IMAX về, mỗi cục Hiếu sẽ cân và Hiếu sẽ ghi hoặc làm dấu lên trên đây là dung lượng nó còn bao nhiêu, thì Hiếu bán theo kiểu dung lượng ha. Đây thì cũng khoe cho anh em xem, đây là những cái pin Hiếu mua như thế này nè. Đó, Hiếu mua mối ha, chứ không phải là mua ở ngoài bãi, thì thực chất cũng là từ trong bãi hay gì đi, ví dụ vậy đi, nhưng mà Hiếu không có phải ra bãi Hiếu lựa ha. Cái này là mua là quen biết và nói chung mối á, mối bên Hiếu á, anh em nhìn thấy cái mặt nó sáng giới ha, chưa có vệ sinh gì hết mà được như vậy thì quá ok. Và cái pin mà hàng sale á, nó khá là kín đúng không anh em, thì anh em cứ ráng anh em nhìn nhìn vô chỗ nào mà nó lòi ra cái sale pin, anh em nhìn nó có chảy nước hay không đó, những cái lỗ lỗ này đó, những cái khối pin này thì Hiếu đoán là Hiếu nhất định là đợi hai cái khối này
Hiếu để hai cuốn này để Hiếu đoán coi có đúng hay không ha. Thì cái clip mà clip tiếp theo hay tiếp theo nữa gì đi là Hiếu sẽ cân dung lượng để coi Hiếu đoán đúng hay không ha. Bây giờ đã ở trên đây nó ghi 3,3A đúng không? Hiếu đoán cái cục này á không bao giờ dưới 2,8A. Tại vì nhìn pin nó còn quá mới. Nhưng những cái đầu chưa cần phải dở những cái đầu ra ha. Đó, mình nhìn vào cái pin mà mình cũng thể đoán được dung lượng rồi. Nó mới lắm. Đó là nó là như vậy ha. Cục này cũng vậy nè anh em. Cục này đây đó, bụi bặm vẫn còn mà cái mạch thì sáng tinh ha, cũng chưa có dấu hiệu xảy nước hay xì xì gì hết. Và những cái pin Bana chính hãng này á, anh em cứ search lên trên mạng á, anh em search vô nhớ là phải trang chính thống, những cái trang chính thống, những cái người bán uy tín là phải là pin chính hãng nha, đừng có coi vô mấy cái pin thấu khối này nọ. Rồi anh em thấy cái giá nó rẻ rồi anh em đánh giá cái lõi, Hiếu đang nói cái lõi cell pin bên trong đó nha, nó là như thế nào. Mấy cái cell pin này mà mua mới mà là chính hãng nó rất mắc nha anh em. Đó, Hiếu nói sơ vậy cho anh em biết, nên khi Hiếu bán nhiều khi cũng có thể mắc thiệt, nhưng mà đã được Hiếu kiểm tra khá là kỹ đó anh em, nên là anh em tin tưởng thì anh em ủng hộ ha. Tất cả những cái kinh nghiệm thì Hiếu đã chia sẻ hết rồi, thì những cái kinh nghiệm Hiếu có được thì Hiếu cũng chia sẻ cho anh em, và Hiếu cũng áp dụng cho Hiếu luôn để nó mới ra được cái một cái khối pin nào đó tạm gọi là hoàn hảo. Và đối với Hiếu thì Hiếu sẽ nghĩ là cái giá cả gọi là hợp lý đối với Hiếu thôi, còn đối với anh em thì Hiếu không biết anh em mua như thế nào mới gọi là hợp lý. Còn như Hiếu thì Hiếu bán hàng, bán máy, bán pin, đóng pin, sửa máy này nọ, Hiếu cứ dựa trên cái giá cả thị trường, kèm thêm là máy móc nó còn độ bền bao nhiêu, cũng như là pin sạc, pin nó còn dung lượng bao nhiêu. Đó, nó là như vậy ha anh em ha. Rồi thì video để Hiếu suy nghĩ thêm là trong video này thì Hiếu cũng nói luôn đi. Anh em nếu mà anh em để ý nhiều video của Hiếu, Hiếu hay nói là những cái đời không chịu than á, là Hiếu ít khi Hiếu bán đúng không, nhưng mà lần này Hiếu lại lấy Hiếu bán đơn giản là Hiếu mua được hàng thùng ha, Hiếu lấy hàng thùng đó, còn thêm được cái hộp mà để được đồ nghề của nó đó, trong cái thùng lớn đó nha anh em. Đó thì Hiếu mua được hàng thùng thì Hiếu mới dám chơi đến cái hàng không chịu than này. Tại sao Hiếu nói vậy? Khi được hàng thùng á thì anh em cứ hình dung là nó được được bảo quản, chắc chắn một điều là sẽ không có nước nôi gì dăng vô ha, đã được bảo quản trong thùng. Còn cái độ bền thì anh em nhìn vào cái máy, anh em sẽ đoán được, là đoán sơ thôi, là cái máy này có được nhiều người xài chưa. Thông thường nếu mà xài á, cái đời 7543 này nè, hay đặt mấy năm á, là nó sẽ vuốt đi hết, nhưng mà cái này nó vẫn còn được sơ sơ như đây, cũng mừng ha. Thì cái độ bền của máy thì mình cứ đoán vậy đó, rất là nhiều cách đoán, anh em có thể đoán kiểu khác, nhưng mà riêng Hiếu á, là Hiếu đoán như vậy để Hiếu nói cho anh em ha. Rồi khi mà anh em sử dụng những máy Bana mà không chịu than thì anh em phải xác định điều này, nếu mà hư anh em đừng nghĩ đến là sửa chữa ha, chỉ có nghĩ đến là đi kiếm một cái thanh máy đó với cái giá rẻ tiền, vì vì là đầu rơ hay là gãy chân hay là linh tinh lang tang móp đầu hay gì đó, mà miễn sao nó vẫn còn đang chạy thì để mình lấy cái linh kiện. Nó chính xác là mình lấy cái bo mặt ở trên đây nè, trên đây nó có một cái bo gọi là Hiếu tạm gọi là Hiếu đó, hay gọi là bo đầu ha, trên đó nó sẽ có 6 con phét chạy ha. Đó, như đời này nó là phét lồi 3 chân, còn mà những cái đời mà 7546 nè, 75A1 nè đó, những cái đời đó thì lại là phét dán và là China sản xuất. Còn đời 7 7540 với đời 5 7543 là Mark in Japan sản xuất thì sử dụng bằng phét lồi. Đó thì Hiếu tự Hiếu đoán Hiếu thôi, là kinh nghiệm thôi, thì nó cũng khá là ok hơn đó ha. Thì nó cũng giống như Hitachi này nọ anh em mà mua Hitachi hoặc là Hikuki, hiện tại là thị trường chưa có thay thế đâu anh em mà mua những cái hàng đó mà anh em xài thì anh em phải xác định, nếu hư thì thôi đừng sửa, cứ kiếm một cái thanh máy đồng máy. Cứ biết là rất khó đó, nhưng mà hên hên thì sao ha, hên hên anh em đi bãi anh em gặp phải thì sao,
nó bị gãy chân mẹ đầu đó, miễn sao cái máy nó chạy ha. Mình yêu cầu mình được thử hay gì đó, rồi giá cả mà cảm thấy hợp lý hợp lệ thì anh em sẽ mua, rồi anh em về em theo đi qua, chứ không khả năng, chứ còn cái khả năng mà anh em thay phép mà để chạy, Hiếu nói 3-7-21 ngày nó lại bị tiếp nha anh em. Đó là như vậy, anh em đừng cố gắng mà sửa chữa thay phép này nọ linh tinh, tại vì cái bản mạch đó nó gia cố rất là kỹ càng, chết kèo này nọ. Trong quá trình mình làm á, Hiếu cho là nó chạy được đi ha, khi mình thay phép xong nó chạy được đi ha, nhưng mà nó đã bị tổn thương rồi, muốn banh cái mạch rồi, nó không có độ bền cao đâu, máy nóng một tí rung một tí là nó lại cháy tiếp thôi. Đó nên là Hiếu mới nói cho anh em biết là tại sao mà Hiếu rất ít khi mà lấy những cái dòng công chịu than về Hiếu bán. Đơn giản là khi Hiếu bán mà máy mà bị hư mà Hiếu sửa không được, Hiếu cũng áy náy lắm chứ bộ. Nên là Hiếu mới nên về Hiếu nói trước cho anh em biết điều đó, trước khi anh em xác định khi mà mua động cơ không chịu than của dòng Bana hoặc là dòng Hitachi, Hikuki và còn nhiều dòng khác nữa. Tóm gọn lại là những cái dòng mà không có linh kiện ở Việt Nam á, để thay thế cho Việt Nam á, thì anh em phải xác định khi mà hư thì vứt ha, hên xui, gọi là chơi hên xui. Nhưng mà nói thì nói chứ anh em thấy rất là nhiều người ta xài, người ta đa phần người ta cũng đâu phản hồi đâu. Chỉ có những trường hợp ví dụ như 1.000 máy thì cũng sẽ có 100 máy là bị hư bậy, nói chung là mới có 6 tháng hay năm gì nó hư. Còn cũng có nhiều máy là Hiếu thấy chắc cũng 5-7 năm rồi đó. Tại vì Hiếu cũng có hay đi sửa máy mà tới cái xưởng để sửa luôn anh em, tới một cái xưởng của khách á, để sửa. Thì Hiếu cứ theo dõi từ này qua năm nọ mà thấy cái anh đó anh xài cái máy đó mà vẫn chưa hư. Đó, cũng là hàng bãi, cũng Bana bãi này nọ đó. Đó, rồi hoặc là cũng là Hitachi bãi mà vẫn chưa hư. Thì đó thì Hiếu nói ở đây cho anh em biết là hên xui. Đó là như vậy ha. Còn mà anh em mà muốn mà có cái linh kiện thay thế thì anh em nên chọn Boss hoặc Makita. Nhưng mà Hiếu cũng nói thêm điều này cho anh em biết luôn là mặc dù Boss và Makita hoặc là Milwaukee có nhà phân phối ở Việt Nam rồi, khi mà nó chết động cơ không chịu than mà anh em muốn đặt mua thì cái giá nó cũng rát lắm anh em. Tại vì khi anh em mua là anh em mua máy bãi, cái mua máy đã qua sử dụng. Thí dụ như anh em mua máy qua sử dụng nó chỉ có là như thanh máy 1 triệu đi, Hiếu ví dụ đi, mua cái thanh máy Makita gì Makita Hiếu không nhớ nhiều đời máy cho lắm. Thế chứ ví dụ đi, một cái máy Makita không chịu than, mua một cái máy là mua cái thanh máy đã qua sử dụng 1 triệu, nhưng rồi hư nguyên cái bo mạch động cơ không chịu than, đến lúc anh em mua thì cái bo mạch đó nó cũng 1 triệu luôn anh em, hoặc là 1,2-1,3 triệu, nó cũng vậy thôi. Đó nên là anh em cứ cân nhắc ha, những cái lời Hiếu nói ở đây là những cái mà Hiếu trải nghiệm qua được, chứ Hiếu không tự động mà Hiếu nói đâu. Anh em không tin thì anh em cứ có thể search đại một cái bo mạch nào đó, nhớ là bo mạch chính hãng nha anh em, đừng có lô những cái bo mạch mà tàu lông mới lao, hoặc là những cái máy mà cũng là không chịu than nhưng mà đời thấp hay cái gì đó thì Hiếu không nói ha. Hiếu đang nói những cái dòng máy mà cao cấp, tạm thời và cao cấp đó, là cái bo mạch nó bán cũng rát lắm, hoặc là của Boss nữa, của Boss nữa, động cơ không chịu than của Boss nữa. Đến lúc mà anh em mua cái bo mạch để về để thay thế thì cái giá nó cũng rất là mắc ha. Rồi, cái đó là những cái mà Hiếu muốn chia sẻ cho anh em khi mà mua pin, vỏ pin hoặc là mua máy không chịu than của Bana, chính xác là vậy, Bana hoặc là Thanos, thì anh em nên cân nhắc những điều đó trước khi mua. Đó như chẳng hạn nhá, Hiếu mua vậy đó, mà Hiếu vẫn có nghĩa là chơi hên xui mà. Đó là thì khi Hiếu bán cũng hên xui, riêng máy mà không chịu than thì chắc chắn là Hiếu không dám bảo hành rồi, tại vì là hên xui ha. Mà trước khi bán thì Hiếu vẫn phải dọn chứ, Hiếu phải tháo ra cũng tạm nhìn bên trong như thế nào. Thực chất thì nó cũng đang là rất là ok anh em. Đây, nghe tiếng máy đầu cứng ngắc không rơ ha. Đó, cứng ngắc luôn. Cơ khá là êm ả ha. Đèn pin 3 cấp độ chỉnh, chậm nhất, mạnh nhất, cấp độ giữa, cấp độ số 2. Tất cả đều hoàn hảo, nhưng mà Hiếu vẫn phải cần tháo ra, giống như là lau chùi, vệ sinh này nọ rồi mới tới tay anh em ha. Thôi, thì video hôm nay là Hiếu chỉ có chia sẻ cho anh em biết là vấn đề về pin cũng như là máy không chịu than.
chắc clip sau nữa, hoặc là đợi nhiều nhiều mặt hàng thì Hiếu sẽ đăng lên, hoặc là cũng như là test test máy chơi đỡ buồn những cái dòng mà không chịu than để xem coi cái nó có bị hư bậy không. Biết biết đâu nhiều khi Hiếu chưa thử gì hết mà Hiếu bán về cho anh em như mới 3-4 tháng nó hư thì cũng buồn. Thà Hiếu thử ở bên Hiếu cho nó chạy cối, thử mấy con ốc lớn lớn mạnh 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 nó xem nó có cháy hay bốc khói hay gì không, rồi mới tới tay anh em ha. Rồi thì video của Hiếu tới đây xin kết thúc ha. Chúc anh em thành công. Xin chào và hẹn gặp lại anh em một video tiếp theo. Xin chào.